Audio Jump. Để đây chào mọi người, chào anh, chào em. Mở lên một bộ bài màu xanh, xào lên, xào lên. Ok. Nói được là mọi người xào bài không có dàn xếp gì hết. Một bộ, hai bộ này không có joker, hai joker ở đây, bộ này không có joker. 52 ra đúng rồi. Đây anh xào xong chưa? Chờ một bài. Rồi xào tiếp đi các. Xào tiếp. Biết cái, biết tính, biết toán trong bộ bài đúng không? Cái gọi là bòi làm nhà cũng tính là 11, 12, 13 hay là 10 hết. Kể hết đi. Là bòi cũng là 10, lập cũng là 10. Và già cũng là 10, ách là 1. Hay là anh yêu sĩ ách 11, 12 gì đó. Ách là 1. 10, bòi, làm nhà đều là 10. Cái gì có thể ra chị ứng dụng đúng không? Ok. Sau tiếp đi. Ok, bài. Dạ em muốn anh á cầm lá bài gì nè, anh ném điều gì của kỳ tổ nào. Nhưng mà đừng có nhét vô hết nha. Ném điều gì của kỳ tổ, ok. Giữ nguyên cái đó, giữ nguyên cái đó, ok. Anh ném vô ngay đây thì khoảng nào chứ bây giờ anh biết trong này có bao nhiêu lá em muốn không biết nhưng mà nghĩ là thích hơn cái này thì cảm ơn anh ở đây ngẫu nhiên mà nha. Dạ sau xong rồi chúng ta thông bài. Dạ ok thật khen chi bài gì. Dạ muốn em mà kêu dừng bước chân nữa nào. Stop đây. Dạ nhớ này. Ok nhớ này. Ai cũng thấy nhau. Ok. Công bằng vậy. Thì nãy em xào một đống bài. Anh cũng xào một tổ bài. Mỗi người đều được xào gì hết. Anh chia bài như vậy á. Em cứ được bất kỳ chỗ nào đúng không? Không, em nhớ lá bài. Camera cũng nhớ một lá bài đúng không? Mọi người trên camera đều nhớ một lá bài. Nếu mà nói cái này là cái sự cũng như hoàn về cái trùng hợp hoàn toàn. Nãy anh nhớ anh có ném bài vô đây như ninja không? Và anh dựng ngay 2 tủ lạnh. Thì nãy em có hỏi anh số. Đây là 8. Đây là già. Già là 10. 10 còn 8 còn 18. 18. Nếu bây giờ anh nói á, con bài của em nằm ngay vị trí số 18. Cảm thấy thế nào? Để em sợ đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Có anh chọn cái gì? Bắt cơ. Cái gì? Bắt cơ. Thank you. Good shit.